Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Mùa hè đã đến rồi, có nghĩa là đã đến lúc chúng ta cần phải giữ gìn cho cơ thể thật sự sạch sẽ và thơm tho, để cho người gần chúng ta không phải ngửi những cái mùi mà người ta không muốn ngửi, cũng như là bản thân mình có thể trở nên tự tin hơn, thả sức vùng vẫy trong nắng hè. Nhắc đến tự tin thì Trinh luôn có một cái phụ kiện mà khiến Trinh có thể double tự tin của mình hơn, là đồng hồ. Một lát là Trinh sẽ khoe với mọi người cái em đồng hồ mới toanh này đến từ Daniel Wellington. Lại chủ đề video chính ngày hôm nay, đó chính là những em xịt cơ thể nước hoa để giúp cho cơ thể của mình thơm tho. Nhưng mà những em này thì sẽ có giá vô cùng bình dân học bụi luôn, vô cùng thích hợp với những bạn học sinh sinh viên. Tất cả đều dưới 200 ngàn nha mọi người. Cái rổ bao gồm có body mist cộng với lại nước hoa. Mọi người không nghe nhầm đâu, nước hoa nhưng mà giá cũng chỉ dưới 200 ngàn thôi. Nhắc đến Body Mist thì chắc là 99 trên 100 bạn sẽ nghĩ ngay đến cái hãng này, đó là Bath & Body Works. Thì đây là hai cái chai mà Trinh có chắc phải 2-3 năm rồi mà mọi người thấy Trinh xài còn rất là nhiều luôn á. Tại vì thứ nhất là Trinh bị chán á mọi người, thứ hai là nó bán mùa cũng không lâu, và cái thứ ba là cái bao bì của nó cũng không có được đẹp nữa. Cho nên là bây giờ Trinh để chân là chủ yếu, với lại kiểu Trinh xịt lên giường, xịt lên gối mền nhiều hơn là xịt lên cơ thể. Nhưng mà Trinh biết là có rất là nhiều bạn thích những cái sản phẩm của Bath & Body Works. Bản thân Trinh thì hiện tại Trinh không còn thích những em này nữa, quá là nhiều chọn lựa luôn, có rất là nhiều mùi làm cho Trinh kiểu bị choáng á mọi người. Và cái thứ ba là giá của nó cũng trên mức 200 ngàn, Trinh nhớ là đâu một chai này tới 250 lận. Sản phẩm body mist tiếp theo của Bodyholic, mọi người nhớ không, cách đây 1-2 năm Trinh làm cái video nước hoa dưới 200 ngàn thì Trinh đã review những cái em xịt cơ thể của Bodyholic rồi, và lúc đó mọi người hỏi Trinh chỗ mua rất là nhiều. Nhưng mà đợt đó là Trinh được hãng từ bên Hàn gửi tặng luôn, và ở Việt Nam rất là khó tìm mua, nên Trinh cảm thấy kiểu rất là có lỗi. Lúc đó tự nhiên mình review xong rồi không ai mua được hết, nên là đợt này thì nhân dịp Bodyholic cho ra một cái dòng sản phẩm mới, thay đổi từ bao bì cho đến mùi hương cũng như là cái công nghệ sản xuất ở bên trong, thì Trinh vô cùng hào hứng để mà review cho mọi người. Đặc biệt là không chỉ có những cái em mà dành cho nữ không, mà có những em dành cho nam nữa mọi người, thật sự là rất đẹp luôn á. Ở đây thì Trinh có hai dòng sản phẩm nha, một dòng thì dành cho nữ và một dòng thì dành cho nam. Đây, dòng dành cho nữ là có một cái màu hồng phấn nhìn rất là sang luôn, còn nam thì mạnh mẽ hơn, cá tính hơn hẳn. Nói chung là từ cái bao bì bên ngoài thì Trinh cảm giác đã rất là ưng luôn rồi đó. Mùi thì khỏi phải nói, lát nữa Trinh sẽ review cho mọi người. Ở đây thì mỗi một dòng dành cho nữ Trinh có 3 mùi, dành cho nam thì Trinh có 3 mùi ha. Thì Bodyholic là một cái hãng của Hàn Quốc, và đặc điểm của những em body mist này á, là nó không chỉ dùng cho body không, mà nó rất là đa năng, nó có thể dùng cho cả tóc và cho cả mền gối luôn, và dĩ nhiên là cho cơ thể rồi. Và cái điểm đáng nói khi mà dùng cho cơ thể á, thì mọi người có thể dùng để giống như là kiểu xịt khoáng luôn, nhưng mà xịt khoáng cho cơ thể nha mọi người, đừng có xịt lên mặt nha, tại vì những em này là nước hoa mà mọi người không có nên xịt lên mặt, chỉ nên xịt cho cơ thể thôi. Và tại sao mình có thể xịt cho cơ thể như kiểu xịt khoáng là tại vì trong đây có những cái thành phần cấp ẩm, những cái thành phần tự nhiên rất là ok. Lần đầu tiên mà Trinh thấy một cái dạng xịt thơm mà có thêm những cái chất cấp ẩm. Bây giờ Trinh sẽ review ba cái em dành cho nữ trước đi ha. Đầu tiên thì là em Over Floral. Thì em này mọi người nghe tên đó là mọi người cũng đủ biết là nó rất là hoa cỏ. Thì trong này Trinh nhớ là cái hương đầu tiên của nó là dừa, xong rồi hương giữa của nó là có hoa nhài, hoa huệ, và hương cuối là vani. Thì cái mùi của nó rất là thơm, kiểu hoa nhưng mà nó ngọt ngào kiểu gì á. Nói chung là cái mùi này Trinh rất là thích, đây là một trong những mùi favorite nhất của Trinh luôn. Và dĩ nhiên là phù hợp với rất nhiều lứa tuổi nha, tầm khoảng 20 mấy hoặc là những bạn học sinh sinh viên, thậm chí như Trinh 30 mấy tuổi thì mùi này cũng rất là ok. Thứ hai là Crazy Tulip. Em này thì nó có mùi tulip với lại nó có mùi hoa cỏ. Mỗi lần mà ngửi em này á thì Trinh cảm giác như là trời vừa mới mưa xong mọi người, xong rồi mọi người đi trên đồng cỏ mà còn hơi ướt, rồi cái hương cỏ nó sọc lên cộng với cái không khí the mát ở xung quanh á. Nói chung là mỗi lần ngửi mùi này cảm giác rất là sảng khoái, rất là gần gũi với thiên nhiên. Và cuối cùng sẽ là cái mùi mà mỗi lần quần áo của Trinh bị dơ, Trinh mặc lại một cái áo cũ thì Trinh sẽ xịt kem này lên, tại vì nó có mùi giống như là quần áo vừa mới giặt xong mọi người. Đó là em Ivory Music. Trong đây thì cái nốt giữa là hoa li li thì phải, còn nốt giữa là xạ hương nha. Đó. Nhưng mà những em này á, có cái hay nữa là mọi người có thể mix với nhau, tức là không chỉ xịt một em mà mọi người có thể xịt chồng layer hai em lên cùng một lúc. Giống như ở đây Trinh thấy hãng có recommend là mình mix cái em Ivory Music với cái em Over Floral này nè, thì sẽ dùng trong những ngày mà hơi se lạnh một chút xíu, giống như là những ngày trời mưa ở Sài Gòn vậy đó.
Cho nên là mùa hè này Trinh nghĩ là xài cũng ok, không có cần phải chờ đến mùa đông đâu mọi người. Chỉ cần đợi mưa xong đi thì mix hai em này vô. Và cái combo thứ hai thì mọi người mix cái em Ivory Music với lại cái em Crazy Tulip nè. Nó sẽ tạo cho mọi người một cảm giác rất là relax, rất là thoải mái, dễ chịu. Những ngày mà kiểu Trinh cảm thấy quá là stress với công việc á, thì Trinh sẽ kết hợp hai em này với nhau. Nó làm cho cái đầu óc của mình được refresh lại. Tiếp theo sẽ là ba bạn dành riêng cho nam. Nó là dành riêng cho nam nhưng mà Trinh thấy những cái mùi này khá là unisex á. Những bạn nữ mà kiểu cá tính một chút xíu vẫn có thể xài được. Tại vì Trinh biết là có những bạn không có thích những cái mùi ngọt đâu. Các bạn có thể nghĩ qua những cái mùi này ha. Đầu tiên cái mùi mà Trinh thích nhất đó chính là mùi Moscow. Mùi này thì Trinh cũng xài luôn. Và đặc biệt là những ngày mà kiểu Trinh cảm thấy quá là áp lực trong công việc, muốn tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi á, thì Trinh sẽ xịt mùi lên. Tại vì ngửi cái mùi này giống như cảm thấy là mình đang ở ngoài biển vậy, mọi người đang ngắm biển, xong rồi gió hớp biển nó tát vào mặt. Nói chung là rất là thích, cảm giác cực kỳ mát mẻ luôn. Và em thứ hai á, thì sẽ tạo một cái cảm giác hơi huyền bí một chút xíu. Đó là em Good Shape. Em này thì tông gỗ nhiều hơn. Nó sẽ tạo cảm giác là một bạn nam rất là ấm áp, rất là huyền bí, rất là nam tính luôn. Và cuối cùng sẽ là em Dirty Hot. Đây là một mùi rất là sexy nha. Nó có mùi cam thì phải, tạo cảm giác nóng bỏng, hấp dẫn. Tí xịt của những em này á mọi người, đặc biệt là nó rất là dàn trải và nó mịn giống như là xịt khoáng trên mặt vậy đó. Cho nên là mỗi lần xịt thì nó tỏa ra, mình xịt vài phát thôi là nó sẽ tỏa ra đủ hết trên cơ thể của mình luôn. Mức giá giá mỗi một em này là 350.000 lận. Nhưng mà đợt này thì hãng đang có một cái đợt khuyến mãi giảm giá, để link bên dưới nơi mà mọi người có thể mua được những cái deal này và mua cho mình một em xài thử. Chung Trinh thấy rất là xứng đáng luôn á. Với lại Trinh thích em này nữa là kiểu nó bằng nhựa cứng á mọi người, cho nên là mình rất là dễ mang theo bên người, mình không có sợ bị bể. Với lại nó cũng không có nặng nữa. Ok, thì đó là hạng mục body mist ha. Tiếp theo thì mình sẽ đến hạng mục nước hoa. Thì nước hoa mà có giá dưới 100.000 thì chỉ có hai kiểu thôi. Thứ nhất là nước hoa của những dòng tiền triệu nhưng mà ở dạng mini size. Còn nếu mà mọi người muốn mua full size mà Trinh thấy là giá tốt mà mùi thơm, nó có những cái mùi rất là đúc với những cái mùi của chai tiền triệu thì mọi người có thể nghía qua những cái chai nước hoa nội địa Trung ha. Thì Trinh đã review về nước hoa nội địa Trung rất là nhiều lần ở trên channel của mình rồi. Ở đây thì Trinh sẽ điểm qua ba chai mà Trinh nghĩ khá là ưu tú dành riêng cho những bạn học sinh sinh viên, cả về giá tiền nè. Mỗi chai chỉ có trên dưới 50.000 thôi mọi người. Có chai mắc nhất thì khoảng trên dưới 100.000 chút xíu, nhưng mà full size 50ml luôn. Và nước hoa thì nó sẽ lưu hương nhiều hơn chút. Đây là ba ứng cử viên ưu tú. Đầu tiên thì Trinh sẽ review cái em dành cho nam trước, tại vì nãy mình lỡ review dành cho nam rồi. Thì đây là em thuộc Home Blue. Em này thì có hai dòng là dòng màu đen với dòng màu xanh. Thì cái dòng màu xanh này Trinh cảm giác là nó mát hơn, nhưng mà những cái nốt cuối của nó vẫn kiểu trầm hơn, ấm hơn á. Cho nên là mọi người hoàn toàn có thể sử dụng trong mùa hè. Và cái chai này nó cũng rất là nhỏ gọn, mọi người hoàn toàn có thể mang theo bên mình luôn đó. Còn hai chai dành cho nữ á, thì là một chai huyền thoại nước hoa đào. Mọi người nhớ không, Trinh xài, Trinh mang theo trong túi đi làm luôn. Và Trinh xài đến mức mà cái nắp của nó bây giờ Trinh cũng không biết nó nằm ở đâu nữa. Và Trinh xài nguyên một khúc như vậy nè. Đó, thì đầu tiên là cái chai này nó rất là đẹp để sống ảo nha mọi người. Và giá của nó là chỉ có trên dưới 50.000 thôi. Mùi của nó thì ba tầng hương đều là mùi đào. Nhưng mà cái mùi đào của nó không phải là mùi đào ngọt, nhưng mà mùi đào kiểu thanh mát á, giống như là kiểu trà đào vậy đó. Và trong đây thì nó còn có những cái nhũ trắng trắng nữa. Nói chung rất là xinh. Và tiếp theo đây là cái em mà khiến cho Trinh lần đầu tiên bén duyên với nước hoa nội địa Trung, là em Mắt Andy Flowing Star. Chai này phải nói là xịn thật sự, đẹp thật sự luôn. Nó có tới 4 phân loại mùi khác nhau thì phải, nhưng mà trong đó là Trinh thích nhất là cái mùi của cái chai màu hồng này nè mọi người. Kiểu nó ngọt, ớ là ngọt luôn á. Nhưng mà ngọt không phải là kiểu ngọt gắt nha. Nó ngọt theo kiểu nữ tính nhưng mà mát mẻ. Nói chung là những cái thêm chủ đạo của mùa hè thì Trinh vẫn ưng là những cái kiểu mà ngọt, nhưng mà kiểu ngọt mát chứ không phải là ngọt mà kiểu ngọt trầm, ngọt ấm. Nó sẽ phù hợp với những cái mùa đông, những cái mùa lạnh hơn. Đó, ok, thì vừa rồi là những cái review của Trinh về những sản phẩm xịt thơm cơ thể. Hy vọng là mọi người đã chọn cho mình được một cái sản phẩm mà mình ưng ý. Những cái dạng xịt này thì nó sẽ bám mùi tầm khoảng từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ, chứ nó không được như là nước hoa bám tới 8 tiếng, 10 tiếng. Nhưng mà tiền nào của đó thôi, Trinh thấy như vậy cũng rất là ok rồi. Nhất là đối với những đứa mà không thích lưu hương quá lâu nên có thể, thì đây là những cái lựa chọn thật sự perfect. Trinh sẽ để thông tin trong phần hộp mô tả nơi mà mọi người có thể mua tất cả những em này. Ok, quên, hồi nãy Trinh hứa mọi người là Trinh sẽ review cái em đồng hồ Daniel Wellington mới tinh này của Trinh. Và đây cũng là bộ sưu tập mới nhất của Daniel Wellington, đó là New Gold Collection. Thì trong bộ sưu tập này, những cái chi tiết bằng kim loại của đồng hồ, chẳng hạn như là dây nè, hoặc là cái viền xung quanh cái mặt đồng hồ á, thì nó có màu vàng, nó có màu gold, và được áp dụng cho bộ sưu tập Petite Collection. Đây là một bộ sưu tập mà Trinh thấy rất là nhiều bạn nữ ưa thích, tại vì cái kích thước của nó rất là vừa với cái vòng tay của nữ luôn. Ngay cả Trinh đang đeo là size 32 nha, là size ở
giữa mà mọi người vẫn thấy là lên tay của mình nó vẫn rất là thanh lịch luôn á. À đúng rồi, đợt này thì Daniel Wellington còn cho ra một cái sản phẩm mà dành cho nam nữa, đó là bộ sưu tập Iconic Link, mà đợt này là Daniel Wellington cho thêm size 40 luôn thì sẽ rất là phù hợp cho những bạn nam. Nhưng mà đáng tiếc là cái bộ này thì nó lại không có màu vàng. Tin vui cho mọi người đó là Daniel Wellington có cho trên một cái code giảm giá 15% cho những bạn shopee của Trinh. Cái code có tên là Trinh Đi Đất nha, Trinh sẽ để tên ở đây. Nhất là mọi người không chỉ có thể áp dụng khi mà mua online mà mọi người còn có thể mua ở store nữa. Bây giờ thì Daniel Wellington đã có store ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, ở Crescent Mall quận 7. Mọi người khi mà đến mua, mọi người chỉ cần đọc cái code này ra thôi, mọi người vẫn được giảm giá 15% luôn á. Trời ơi. Một điểm của cái bộ New Gold Collection này là không chỉ có đồng hồ đâu, mà Daniel Wellington còn có ra thêm vòng tay với lại nhẫn nữa để mình đeo thành nguyên một bộ.